đồng hành cùng chúng ta trong video ngày hôm nay đó đó chính là coin 98 wallet đây là cái ví tiền mã hóa multi chain như là đa chuỗi đó giúp các bạn có thể lưu trữ coin token trên hơn 30 blockchain khác nhau mà chỉ với một cái task free duy nhất mà thôi ngay trên cái ví coin 98 đó các bạn có thể swap mua bán token một cách nhanh chóng tiện lợi và các bạn còn được tặng điểm thưởng mỗi lần mà các bạn swap các bạn có thể tìm hiểu và tải cái ứng dụng coin 98 wallet ngày hôm nay và nhập cái mã giới thiệu để ủng hộ kênh. Đồng thời các bạn cũng có cơ hội để mà nhận thưởng từ những cái chương trình đặc biệt đến từ con 98. Hôm nay thì có rất nhiều thông tin tốt như là thông mới về chia sẻ với các bạn nhưng mà cũng không phải thông tin nào cũng tốt đâu. Chúng ta cũng có một số những cái thông tin như là các bạn thấy là cuối cùng thì SCC cũng đã tiếp tục trì hoãn cái quyết định của mình liên quan đến cái Bitcoin ETF spot. Các bạn đã thấy là bây giờ chúng ta đã có Bitcoin ETF dựa theo futures hợp đồng tương lai nhưng mà chúng ta vẫn chưa có một cái Bitcoin ETF dựa theo thị trường thật sự như là thị trường spot. Thì các bạn đã thấy đó là có hai cái đề xuất ETF đã bị trì hoãn đó chính là đề xuất của Wisdom Tree Investment và cái đề xuất thứ nhì là One River Asset Management và hai đề xuất này đó, đề xuất đầu tiên sẽ bị trì hoãn cho đến ngày 3 tháng 4. Và cái đề xuất thứ nhì đó là đề xuất của Wisdom Tree thì sẽ bị trì hoãn tới ngày 15 tháng 5. Thì có khả năng chúng ta sẽ thấy một cái Bitcoin Spot ETF thông qua vào tháng 4, tháng 5 của năm nay hay là không. Thì cơ hội lúc nào cũng có nhưng mà thường nghĩ là cơ hội này không có cao đâu các bạn. Lý do là tại vì mới đây thôi đó Tổng thống Joe Biden đã ký cái xác lệnh và xác lệnh đó, đó là kêu gọi tất cả những cái bộ phận liên quan giống như là bộ tài chính à, và bộ thương mại một số những cái bộ khác đó cùng nhau đưa ra một định hướng cho crypto và theo thường biết đó là cái thời gian mà đưa ra một cái bài thống kê định hướng đó là trong vòng 6 tháng thì các bạn thấy được là nó sẽ kéo dài cho đến tháng 9 luôn và những cái cách làm của SEC đó các bạn cũng đã thấy rồi tại sao mà SEC lại cho một cái Bitcoin Futures ETF thông qua trong khi mà SEC nói lý do không có cho Bitcoin Spot ETF thông qua đã vì uh, lo sợ liên quan tới làm giá nhưng mà các bạn nên biết là Bitcoin futures còn nguy hiểm hơn nữa thì lý do tại vì SEC đó cho Bitcoin futures thông qua tại vì sản phẩm futures đã đang được quản lý by CFTC bộ quản lý hợp đồng tương lai của Hoa Kỳ vì lý do đó đó họ sẽ chịu ít trách nhiệm hơn lỡ như có chuyện gì đó xảy ra cũng tương tự trong thời gian mà những cái bộ như là bộ tài chính đang tìm hiểu thị trường này để mà đưa ra một cái định hướng theo xác định của tổng thống Joe Biden thì trong thời gian này thường không có nghĩ là SEC sẽ cho một cái Bitcoin ETF spot thông qua đâu. Họ sẽ đợi cho những cái thống kê đó hoàn thành rồi họ sẽ dựa theo những cái bài nghiên cứu đó để đưa ra quyết định để cho họ đỡ phải chịu nhiều trách nhiệm nếu như mà có vấn đề đó xảy ra đó là sự cá nhân của thuận mà thôi các bạn nghĩ sao hãy comment ở bên dưới có nghĩa là thuận không nghĩ là khả năng chúng ta sẽ thấy một cái bitcoin etf trong thời gian 6 tháng tới đây đâu cuối năm nay thì đương nhiên là có thể nhưng mà trong thời gian hai ba tháng tới thuận nhiên là khả năng rất là thấp luôn và không phải là quốc gia nào bây giờ cũng đang hướng tới để mà bình thường hóa ủng hộ crypto đâu các bạn thấy được là một quốc gia đã hoàn toàn đi ngược trở lại và thường trung quốc đó rất là thích đi ngược trở lại với thế giới các bạn thì được là nhiều quốc gia bây giờ đó là bắt đầu tăng lãi suất để mà hạn chế cái phần trăm lạm phát Nhưng mà Trung Quốc thì làm ngược lại không những là không tăng mà còn giảm lãi suất nữa Và cũng tương tự nhiều quốc gia bây giờ hướng tới chấp nhận crypto đưa luật đi mà quản lý Thì Trung Quốc lại đưa ra cái lực càng cắt gao hơn nữa Trung Quốc cấm crypto thì nhiều bạn cũng đã biết rồi Họ không có cấm người dân lưu trữ crypto Nhưng mà họ không cho người dân mua bán Không cho sàn giao dịch Không cho IDO Không cho ICO Không cho đào Bitcoin ở nhiều nơi Cho nên Trung Quốc hầu như là cấm rất nhiều mặt rồi Ngoại trừ là các bạn đã có crypto trong tay lưu trữ thì không phạm pháp Nhưng mà nếu như mà các bạn trao đổi mua bán đó Thì bây giờ Trung Quốc đã chuyển qua nói đó là một cái luật hình sự Chứ không phải là như trước đây nữa có nghĩa là các bạn có thể là đi tù luôn. Theo họ để đây đó là những người nào mà à, mua bán crypto trái phép đó, thì có thể bị tù lên tới 10 năm và phạt lên tới 79.000 đô. Còn nếu như mà nhẹ hơn đó thì có thể đi tù 3 năm hay là phạt từ 3.160 đô cho đến 31.600 đô. Đó là cái thông tin mới nhất hiện bây giờ mà thường muốn chia sẻ với các bạn Thông tin này đã hầu như bây giờ không còn ảnh hưởng gì đến thị trường crypto hết Các bạn thấy được là Trung Quốc cứ cấm, cấm, cấm mãi như vậy thì một ngày nào đó không còn gì để cấm cả Cho nên cho dù Trung Quốc có đưa ra thêm thông tin gì đó cũng không có sức ảnh hưởng đối với thị trường Và cũng tương tự các bạn thấy được là những lúc mà Fed đưa ra những cái thông báo những đợt đầu tiên về tăng lãi suất đó Thì ảnh hưởng đến crypto nhưng mà cứ nói hoài thì cũng chẳng có ảnh hưởng gì và từ từ sự kính thường sẽ càng ngày càng ít hơn và ít hơn. Trung Quốc bây giờ cũng vậy. Chúng ta bây giờ nhìn vào một số những cái tài liệu on chain đi các bạn thấy là tài liệu liên quan đến cái số lượng bịt con trên sàn thì các bạn cũng đã biết xu hướng rồi. Và gần đây đó cũng không thay đổi mà các bạn còn thấy được là gần đây đó cái tốc độ bịt rời khỏi sàn nó còn tăng nhanh hơn nữa. Bắt đầu là từ khoảng chừng là ngày 8 tháng 3 cho đến bây giờ đó các bạn thấy cái đường màu xanh ở trên màn hình thì thì ngày lại càng tăng tốc rời khỏi hơn một điều mà chúng ta cần phải nên lưu ý bây giờ đó là các bạn nhìn trên màn hình đây chính là cái đường cái đường màu xanh này đó là tổng số lượng những cái lệnh đòn bẩy hiện bây giờ đang ở mức rất là cao chỉ có là khi mà chúng ta nhìn vào những lệnh đoàn 7 đó thì bây giờ cái chỉ số funding rate cái phí qua đêm thì những sàn đó là hầu như là con số 0 0.00005 0 00005 năm có nghĩa là bây giờ đó là không có nghiêng về bên long hay bên short thì điều này cũng là điều mà uh, tốt nhưng mà chúng ta thấy đó là bất cứ bịt kho mà giao động mạnh về bất cứ cái xu hướng nào tăng mạnh hay là giảm mạnh đó, thì có thể dẫn đến rất là nhiều những cái lệnh bị thanh lý đồng loạt tại vì bây giờ có rất nhiều những cái lệnh đòn bẩy trên thị trường chỉ là hai bên lon và short hầu như là ngang hàng với nhau ở thời điểm hiện tại mà thôi và chúng ta cũng đã lâu rồi không nhìn vào con cá voi đứng hạng thứ ba Có nghĩa là cái địa chỉ ví bắt đầu từ 1P5 và kết thúc là DFHQ Thì các bạn thấy là cá voi này đã gần đây cũng có một số đợt uh, nạp rất nhiều Bitcoin vào Các bạn thấy được là con cá voi này nạp Bitcoin hầu như là uh, đã bắt đầu là từ tháng 12 nạp dài Cho đến thời điểm các bạn thấy được là cộng thêm 289 Bitcoin, cộng thêm 342 Bitcoin nạp dài cho đến là đầu tháng 2. Sau đó đầu tháng 3 lại đột ngột có 1.500 bịch thôi rồi khỏi ví. Kế đó lại nạp ngược cho vào 318 BTC rồi nạp vào 412 BTC rồi nạp thêm vào 87 BTC rồi. Các bạn thấy là hôm nay lại đột ngột có 1.500 bịch rời khỏi. Thì có rất nhiều bạn thích thì có nhiều bạn thích theo dõi con cá voi này cho nên thông muốn chia sẻ thôi Chứ còn thật ra cái đầu chính xác cũng không chính xác lắm đâu Các bạn thấy được là có nhiều đợt cái nạp BTC vào sau đó nó là giá tăng lên Nhưng mà có nhiều đợt các bạn thấy được là có BTC rút ra khỏi ví sau đó thì giá cứ tiếp tục và tiếp tục tăng nữa các bạn thấy được là thời điểm như là tháng 7 lúc đó chỉ 37 39.000 rồi tới 42.000 đô à, lại có thêm 3.000 Bitcoin rời khỏi rồi các bạn thấy được 48.000 đô rồi có 1.500 Bitcoin rời khỏi nhưng mà giá cứ tiếp tục rồi lại tiếp tục tăng lên nữa cho nên không phải lúc nào cũng đúng đâu cho nên uh, chia sẻ cho các bạn tham thảo mà thôi chứ còn thường thì không khuyến khích các bạn đi theo con cá voi này đâu chúng ta chuyển qua để mà nói tới một số những thông tin liên quan tới allcoin đi thì các bạn thấy được là hôm nay là thứ hai thì uh, tôi như rồi đó thường không có chia sẻ với các bạn thông tin những quỹ đầu tư nạp vào rút ra như thế nào nhưng mà hai tuần liên tục rồi các bạn thấy trên màn hình là có cái số lượng tiền rời khỏi thị trường này từ những cái ví chứ không phải là nạp vào và chi tiết hơn đó là tuần này các bạn thấy là có tổng cộng là 46,5 uh, triệu đô la đã rời khỏi những quỹ đầu tư lớn như là các bạn thấy là CoinShare hay là 3iQ uh, Purpose ETF thì các bạn thấy được là cái số lượng 46,5 triệu này đã lập phần lớn rời khỏi Bitcoin 32,8 triệu còn lại là Ethereum rời khỏi là 16,6 triệu còn lại là một số những cái đồng nhỏ khác nhưng mà phần lớn đó là cái số lượng tiền rời khỏi là từ Bitcoin và Ethereum và Bitcoin gấp đôi Ethereum luôn đương nhiên các bạn hãy nhìn vào cái cột AUM này đó là tổng số đang đầu tư thì vẫn rất là cao các bạn thấy được Ethereum đó là 12,9 tỷ Bitcoin đó là 35,8 tỷ thì tuần vừa rồi là một trong những cái tuần mà gần đây có cái số lượng Bitcoin và tiền rời khỏi tuần trước đó cũng như vậy Và cái số lượng 46,5 triệu này đến từ đâu? Thì các bạn được là cái số 46,5 triệu rời khỏi thị trường này đó là đến từ những cái quỹ đầu tư ở Bắc Mỹ Còn những quỹ đầu tư ở châu Âu hầu như là rất im lặng tuần vừa rồi Đã có nhiều đợt các bạn thấy được là cái số tiền rời khỏi những quỹ đầu tư ở châu Âu Nhưng mà gần đây hơn đó, thì có cái số lượng rời khỏi đến từ Bắc Mỹ ở thời điểm hiện tại có phải là vì uh, liên quan đến cái cuộc chiến giữa Nga và Ukraine hay là không như là trong cái bài viết này nói thường cũng không hẳn đâu các bạn nên nhớ là bây giờ là ngày 21 tháng 3 thì cái ngày hết hạn để mà thay thuế ở Hoa Kỳ đó trong năm nay là ngày 15 Tây thì chúng ta chỉ còn thời gian là 3 tuần nữa thôi thì cũng có thể là những cái đầu tư này họ rút ra một phần tại vì những người đầu tư đó họ có lợi nhuận họ cần phải có tiền để mà trả tiền thuế cũng có thể là một lý do vào wow, trong lúc mà tôi làm video này các bạn thấy được là giá của BTC đã qua khỏi 43.000 đô luôn và cái mức cao đó là 43.300 đô bây giờ là khoảng 43.100 đô đột ngột á, là chúng ta lại có thêm một cái ngọn đến giờ màu xanh à, rất là cao như vậy trở lại đi thường muốn chia sẻ với các bạn thêm những thông tin liên quan đến một số coi thì Ethereum Ethereum các bạn thấy được là bây giờ đó giá của Ether một lần nữa đã qua khỏi 3.000 đô Thì Ethereum cũng đã sắp sửa có cái uh, The Merge của Ether 2.0 Các bạn uh, cũng đã nghe thường đã từng chia sẻ rồi Hiện bây giờ chúng ta có hai mạng lưới của Ethereum Mạng lưới Ethereum hiện tại đó các bạn sử dụng là Ethereum 1.0 Chúng ta có mạng lưới nữa đó có thể gọi đơn giản là Ethereum 2.0 Mạng lưới đó là mạng lưới uh, Proof Stake Có nghĩa là bằng chứng cổ phần Mạng lưới hiện bây giờ các bạn sử dụng đó chính là mạng lưới đa work thì sẽ có một cái cuộc kết hợp giữa hai mạng lưới này để trở thành một mạng lưới duy nhất mà thôi và đó chính là Ethereum 2.0 hiểu đơn giản là như vậy và Ethereum 2.0 sẽ là một mạng lưới sử dụng hệ thống Proof of Stake, có nghĩa là bằng chứng cổ phần chứ không phải là hệ thống đào nữa. Thì sau khi điều đó xảy ra đó các bạn nên hiểu là cái điều đó đã hoàn thành ở trong mạng lưới testnet rồi Bây giờ họ chuẩn bị để có trên mạng lưới mainnet Thì dự tính bây giờ đó thì được biết là khoảng chừng 3 tháng Nhưng mà cái này là tiêu chúng ta phải cộng thêm 3 tháng nữa Thì có thể là trong vòng 6 tháng chúng ta sẽ có cái điều này xảy ra Có nghĩa là trong năm nay sẽ có cái điều đó xảy ra Và sau khi xảy ra đó thì nhiều người sẽ nói là các bạn cứ nhìn đi nhìn vào cái số lượng Ethereum đang stake bây giờ đó ở trên cái hệ thống 2.0 đó là tới 8,73% của tất cả Ethereum có nghĩa là tương đương với con số là 10,4 triệu đồng Ethereum đang được stake hiện bây giờ. Và những bạn nào mà theo dõi cũng đã biết là mạng lưới Ether 2.0 này đã tham gia vào stake thì không có lấy ra được. Bản thân thường cũng đang stake một số lượng Ethereum cũng đã hơn một năm rồi. Cho mạng lưới 2.0 thì các bạn có thể nhận được lợi nhuận nhưng mà không rút ra được, lợi nhuận cũng không rút ra được luôn tại vì chỉ khi nào mà chúng ta có cái mạng lưới 2.0 hoàn thành mà có cái hiện tượng đơ mơ xảy ra đó kết hợp giữa hai cái mạng lưới 1.0 và 0 đó, trở thành một thì lúc đó cái số lượng ethereum này mới có thể được uh, di chuyển và cái số tiền lời ethereum mới có được lấy ra thì nhiều người nói là khi mà chúng ta có cái uh, mạng lưới Ether 2.0 này đó đơ mơ đã hoàn thành có nghĩa là đã hợp thức hóa hai cái mạng này trở thành một thì có phải lúc đó chúng ta sẽ có nhiều nguy cơ là nhiều người sẽ bán Ethereum của mình hay là không tại vì đã lâu rồi họ không lấy được cái số lượng Ether này khi mà họ lấy về được thì họ sẽ bán dẫn đến là không tốt cho giá cả thì không hẳn đâu các bạn tại vì các bạn à, hãy xem cái bài viết này đó thì đương nhiên không ai biết được tương lai khi mà có iota 2.0 thì các bạn tham gia vào staking đương nhiên là mạng lưới à, proof stake các bạn tham gia vào staking thì các bạn sẽ được hưởng cái phần lợi nhuận thì cái phần lợi nhuận đó là bao nhiêu thì tùy theo là bao nhiêu người stake nhưng mà dựa theo ước tính á thì có một số người như là alex Kruger thì nghĩ là cái số lượng phần trăm sẽ từ 10 cho tới 15 phần trăm con số này khá là cao và các bạn thấy được là một số người khác đó thì nghĩ là cái số lượng phần tiền lời này là khoảng chừng 7 cho đến 12 phần trăm một năm cũng rất là cao luôn để cho các bạn hiểu được đó là chúng ta nhìn vào đây là cái uh, trang staking rewards để cho các bạn thấy được là những đồng bây giờ đó bao nhiêu phần trăm đang stake và cái phần trăm tiền lãi là bao nhiêu khi các bạn tham gia vào staking cái phần thưởng staking các bạn là bao nhiêu thì bây giờ đó cái đồng đứng đầu trong số lượng đồng tham gia vào staking đó chính là Terra Luna thì Terra Luna các bạn thấy được là bây giờ đó tổng cộng là chúng ta có tới 29,7 tỷ đô la đang stake và ước tính cái phần trăm tiền lời đó là 6,08% đây là cái phần thưởng staking của Terra Luna hiện tại kế tiếp đứng thứ nhì là Solana là cái phần thưởng bây giờ là khoảng 5,84 Kế tiếp là Ethereum 2.0 Thì các bạn thường là tuy mà là mạng lưới này là mạng lưới mà tham gia vào không lấy được Nhưng mà dựa theo Rewards rewards họ vẫn xếp hạng là mạng lưới thứ ba Và cái phần trăm tiền thưởng đó chỉ là 4,81 thôi Các bạn có nghĩ đi nếu như mà cái phần trăm này lên tới 7% hay là 10% như là nhiều người ước tính bây giờ đó Thì không những là chúng ta không thấy hiện tượng là nhiều Ethereum rút ra khỏi cái mạng lưới staking và đem đi bán Mà ngược lại nhiều người có thể là đem Ethereum của mình để mà tham gia vào staking Tại vì cái phần trăm thưởng nó sẽ rất là hấp dẫn đó là điều mà thường muốn chia sẻ với các bạn mà bây giờ đó chúng ta thấy là chỉ có à, tổng cộng là 8,73 phần trăm Ethereum tham gia vào staking mà thôi các bạn có nghĩ đi nếu như mà cái phần trăm này cao lên tới như là những cái mạng lưới các bạn thấy được là Terra Luna là 41% của tất cả token đang được stake hay là Solana đến 74,5% của tất cả token đang được stake trong khi mà Ethereum bây giờ chỉ có 8, mấy phần trăm mà thôi các bạn cứ nghĩ đi gấp đôi con số đi thôi đã có bao nhiêu Ethereum lock lại rồi và điều này đó sẽ làm cho càng ngày càng ít Ethereum trên sàn hơn điều này sẽ gây cái áp lực là càng ngày cái nguồn cung của Ethereum nó càng ít đi trên những sàn giao dịch và nếu như nguồn cầu cũng vậy hay là nguồn cầu tăng lên thì các bạn sẽ thấy được áp lực sẽ đẩy cho giá cả tăng lên và ngoài chuyện này ra các bạn thấy được là Ethereum đó không những là dùng để mà tham gia vào DeFi dùng để mà tham gia vào những cái ứng dụng phi tập trung dùng để tham gia vào staking mà số lượng lớn Ethereum cũng được đốt hàng ngày các bạn thấy là trong vòng khoảng chừng 8 tháng qua khi mà có cái cập nhật EIP 1559 thì tổng số lượng Ethereum được đốt đã lên tới là hơn 2 triệu đồng Ethereum có nghĩa là 6 tỷ đô la so với cái giá hiện bây giờ đã được đốt trên mạng lưới của Ethereum mỗi lần mà giao dịch thì một phần sẽ bị đốt đi đây là điều mình thường đã chia sẻ kỹ hơn trước đây với các bạn rồi cho nên các bạn thấy được Ethereum là một trong những cái loại đồng mà tuy là không có giới hạn khi mà các bạn lên trên những trang web các bạn bấm vào Ethereum thì các bạn sẽ thấy được là tổng cung là không có giới hạn nhưng mà cái không giới hạn này đó kèm theo là các bạn thấy được là có cái chế độ đốt mỗi lần mà giao dịch cho nên càng nhiều người giao dịch càng nhiều giao dịch tới thì càng nhiều phí bị đốt đi có thể dẫn đến là không những là lạm phát mà còn có thể dẫn đến giảm phát và chúng ta cũng đã từng thấy được là giảm phát đã xảy ra một số ngày trên mạng lưới của Ethereum rồi có nghĩa là cái số lượng đào ra còn ít hơn là cái số lượng Ethereum bị đốt đi và cũng như là BTC các bạn thấy được là từ À, chúng ta nhìn vào thời gian mấy tháng qua đi cái số lượng ether ở trên sàn đó bắt đầu là chúng ta thấy à, năm 2020 đó là từ tháng 9 của năm đó tới bây giờ cái số lượng ether trên sàn ngày lại càng ít đi tương tự như là BTC và các bạn thấy là gần đây hơn thì cũng tương tự như là bitcoin cái số lượng Ether rời khỏi sàn nó còn tăng tốc hơn nữa như là các bạn nhìn thấy trên màn hình càng ngày càng ít Ethereum hơn kế tiếp tôi muốn chia sẻ một cái cập nhật với các bạn liên quan đến Cardano thì đây là cái bài thuyết được chia sẻ bởi Input Output Hong Kong cái đơn vị đứng sau lưng để mà phát triển Cardano đó thì họ nói là sẽ có một cái cuộc cập nhật như là đã thành công rồi ngày hôm nay ở Epic 328 ngày 21 tháng 3 À, vào lúc 9 giờ 44 tối UTC Thì các bạn hãy cập nhật để làm gì Thì theo thường hiểu đó Đây là để nâng cấp cái giới hạn Đơn vị bộ nhớ script Lên từ 56 triệu cho đến 62 triệu Có nghĩa đã tăng cái đơn vị bộ nhớ Cho Bluetooth script Và Bluetooth là cái ngôn ngữ lập trình của Cardano cũng như là chúng ta nói tới Ethereum thì có Solidity Thôi không phải là một người mà biết lập trình thường chỉ hiểu đơn giản là có một cái cập nhật đã nâng cấp cái giới hạn bộ nhớ lên 56 cho đến 62 triệu thì đây là một cái thông tin mà nhiều người cho là tốt về cái phương diện tiếp tục phát triển công nghệ của Cardano thì vừa đó nữa là chúng ta thì được là Cardano ra sao thì có smart contract thì một thời gian sau chúng ta đã bắt đầu thấy có những cái ứng dụng phi tập trung tuy nhiên bây giờ đó vẫn còn là một cái hệ sinh thái nhỏ nhưng mà vẫn đang phát triển các bạn thấy được là trong vòng 24 giờ qua đó thì cái số lượng tổng số tiền lóc lại trên mạng lưới của Cardano đã tăng lên 13% bây giờ đã có 272 triệu đô la cái số lượng tiền lóc lại trên mạng lưới của Cardano dựa theo DeFi Lama Và các bạn thấy được là hệ thống của Cardano cũng bắt đầu đa dạng hơn Chúng ta thấy được là cái trung tâm của một cái hệ sinh thái đó chính là những cái DEX, những cái sàn phi tập trung vì đó là nơi mà các bạn có thể là chuyển đổi những cái token của mình những dự án có thể là ra token riêng tại vì họ có những cái nơi như những cái DAX để mà hỗ trợ họ chuyển đổi từ token này qua token kia trên mạng lưới của Cardano bây giờ 6,2 phần trăm trên tổng số lượng 517 những cái ứng dụng phi tập trung trên mạng lưới của Cardano đã là DAX rồi các bạn thấy được là chúng ta cũng có NFT marketplace Chờ NFT là 4,7 phần uh, trăm ví là 4,7 phần trăm DeFi 2,9 gaming 4,7 phần trăm NFT collection uh, là 34,7%, Launchpad 2,3% trăm các bạn thấy được đó là bây giờ nếu nói riêng về DAX á, thì mạng lưới Cardano cũng bắt đầu phát triển rất là nhiều DAX rồi tuy nhiên những cái DAX này thì thường cũng không có rằng nhưng mà hai cái DAX mà nổi tiếng nhất mà nhiều bạn biết đó chính là Sunday Swap và MinSwap và hiện bây giờ cũng đang có rất nhiều những cái Swap khác đang phát triển cái mạng lưới của Cardano nói chung thì đây là một mạng lưới mà đang tiếp tục và tiếp tục phát triển cái hệ sinh thái của mình và cho hutchinson thì hứa hẹn là Cardano sẽ có hiệu suất tương tự như là Solana và thông tin cuối cùng tôi muốn chia sẻ với các bạn đó là một thông tin à, dành cho những bạn nào mà là fan của Elron Thì à, Elrond bây giờ đã có một cái sự hợp tác với lại sàn MEXC Thì đây là cái sự hợp tác mà cái sàn MEXC này đó là sẽ hỗ trợ mạng lưới của Elron hệ sinh thái hỗ trợ về tư vấn cũng như là thêm vốn hóa và giúp đỡ hệ sinh thái của Elon có thể tiếp cận được với những cái nguồn tài chính khác thì đây là thông tin tốt đối với những người nào mà là fan của Elon, các bạn thấy là năm 2022 này thì các bạn là một cái nền tảng thì nếu như mà các bạn có một cái sàn đứng sau lưng để mà hỗ trợ đó thì sẽ có cái sự phát triển tốt hơn và dễ dàng hơn cũng như chúng ta thấy là mạng lưới Ethereum thì đứng sau lưng là có những cái đơn vị như là Consensus và sàn Coinbase hỗ trợ chúng ta thấy là mạng lưới Binance Smart Chain có BNB hỗ trợ rồi, chúng ta thấy là cái à, mạng lưới của Solana thì cũng có sang FTX hỗ trợ. Thì có phải là MEXC Global sẽ là đơn vị đứng sau lượng hỗ trợ Eron hay không? Thì có thể là như vậy. Và đây là tất cả những thông tin mà tôi mang đến cho các bạn trong cái video ngày hôm nay. Và một lần nữa Thuận rất cảm ơn các bạn đã dành thời gian để mà xem cái video ngày hôm nay Và những người nào mà có thú muốn tìm hiểu những cái ưu đãi như là được giảm phí giao dịch hay là nhận được bonus Thì các bạn hãy bấm vào cái link bên dưới các bạn có thể nhận được những ưu đãi rất là hấp dẫn đến từ Thuận Capital Như là các bạn có thể tham gia vào những sàn giao dịch như là sàn Bybit các bạn có thể nhận được bonus cũng như là được giảm 10% cái phí giao dịch tháng đầu tiên và các bạn cũng có thể tham gia vào sàn FTX được giảm 10% phí giao dịch hay là sàn Binance được giảm tới 20% cái phí giao dịch và những sàn khác như là sàn Margin FX hay là sàn Asaniax và các bạn cũng có thể tìm hiểu những cái ứng dụng lending có lại nổi tiếng như là Nexo hay là BlockFi hay là các bạn có thể tìm hiểu ứng dụng crypto khoan hỗ trợ biểu đồ và phân tích dữ liệu on chain tất cả những cái bonus chi tiết sẽ nằm ở dưới cái video này các bạn bấm vào để mà tìm hiểu thêm và thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp tạm biệt các bạn